ông nào bị nặng đến mức độ chết thì chết mất rồi. Còn cái ông nào bị mà đã khỏi rồi thì các ông ấy cảm giác là cái bệnh Covid này nó bình thường lắm. Nó không phức tạp nữa. Nên là bây giờ bắt buộc phải xông ra ngoài để đi làm thôi. Ông anh nhà em, cả nhà, hai vợ chồng, hai đứa con đều bị cả. Hai đứa con không được tiêm vaccine nhưng mà vẫn khỏi bệnh, vẫn chữa được. Mà nó chỉ cảm giác nó thoáng qua như cảm cúm thông thường, bởi vì tiêm được hai mũi vaccine rồi. Thế là thành ra là bây giờ họ coi nhẹ và họ bắt buộc là nhà nước nhà mình cũng thế, phải tuyên bố là phải mở cửa để cho dân tự thích nghi thôi, chứ không thể bao bọc mãi được, không thể suốt ngày cấm vận, không thể suốt ngày khoanh vùng được. Bây giờ cứ bị ở đâu thì khoanh đến đấy thôi, còn vẫn phải thả cửa cho dân làm ăn. Thế thì đồng nghĩa với việc là về tương lai, về vài tháng nữa, khi mà nó đã phủ đủ vaccine rồi là nó sẽ thả cửa hết, kể cả miền Bắc hay miền Nam, nó sẽ thả hết. Thì lúc đấy cái nhu cầu ở trong thị trường nó sẽ có, mà cái cung của mình lại thiếu, thì bắt buộc lợn nó sẽ phải lên giá thôi. Rồi. Bởi vì các nhà máy nó đang mở cửa rồi, nó đang phục hồi rồi, nó đang kêu gọi công nhân làm lại việc rồi, và các trường học nó cũng đang tính đến phương án là phải cho học sinh đi học thì bố mẹ nó mới đi làm được. Thì nó cũng lại theo kéo cái nhu cầu của nó sẽ tăng lên. Rồi. Cũng như Hà Nội bây giờ anh bảo nhá, dịch thì Hà Nội bây giờ vẫn ngày 200 ca, nhưng mà các nhà hàng quán xá vẫn mở cửa bình thường. Chẳng qua là hạn chế là không tiếp được 100% nhu cầu của khách, nhưng mà cũng phải tiếp được 50%. Và không mở cửa đến 12 giờ thì cũng chỉ mở cửa đến 9 giờ, nhưng vẫn hoạt động là được rồi. Rồi. Đấy. Nếu mà lợn chết hết như thế này rồi thì cái phục hồi nó cũng phải mất cả 5 giờ. Anh bảo bây giờ nếu mà để một nhà mà muốn phục hồi lại con nái, muốn phục hồi lại con thịt, mà muốn có lợn con để nuôi thì cũng phải có nái để mới có lợn con, thì cũng phải mất hàng năm nữa. Nên là hiện tại lúc này nếu nhà ai vẫn đang còn lợn thì một vài tháng nữa thôi cũng sẽ có cơ hội thắng, không thể thua được. Đấy, ngày nào như năm đầu tiên năm 18 nó tả châu Phi đấy, xong hơn một năm rồi đấy mới bình phục lại đấy. Mới bình phục lại được. Mà đấy các cái công ty nó còn giữ lại lợn, các cái lợn nái, lợn hộ bị nó giữ lại 100% nó bán ra đấy. Mà mất năm giờ là mới bình phục lại nhá, đâu có phải là nhanh đâu, lâu lắm chứ. Anh biết là đến những lúc như này anh em mình không nằm ở trong cái đường dây của nó, anh em mình không hiểu, nhưng mà theo như thông tin nội bộ thì mình biết, em mới biết được rằng là đội kia nó đang đầu cư tích trữ lợn, anh biết. Nó biết là lợn sẽ lên, nó đi đầu tư, nó xác định là lợn già, lợn trẻ, lợn bé, lợn con là nó ôm tất. Nó về nó có chuồng hoặc nó đi thuê chuồng. Bây giờ sẵn sàng nó đi thuê chuồng, xong nó ôm hết lợn về đấy, nó đợi một vài tháng nữa lợn lên giá nó bán ra. Kể cả lợn đến 120 cân rồi nó vẫn ôm về, nó nuôi tiếp thành 150 cân được. Nhưng mà lúc này là nó ôm. Bây giờ rất nhiều nhà đang đi ôm lợn, mà toàn là cái giới trong ngành, toàn là cái đội mà ví dụ như nó đi làm công nhân với kỹ thuật cho cái đội những cái công ty lớn, Jaffa, CJ, CP ấy, là nó lắm được hướng là công ty cũng đang giữ lợn lại, không cho lợn xuất ra thị trường. Thế thì nó cũng có lý do gì là nó không ôm lợn vào, nó ôm lợn vào theo công ty. Thì đến lúc mà công ty mà anh bảo là nó chỉ cần mở cửa một cái trại gia công của nó thôi. Nó mở cửa một trại gia công thôi là nó 500 đến 1.000 con lợn nó ào ra thị trường ngay. Anh em mình có mà gom cả cái xóm này vào mới được từng đấy lợn, đúng không? Thế nên là bây giờ nếu chỉ cần nó tuyên bố nó đóng cửa một cái là cái bắt đầu cái nhu cầu trong thị trường bắt đầu nó láo nhào lên, là bắt đầu lợn nó tự dưng nó tăng vọt lên. Nên đợt vừa rồi, chính cái đợt vừa rồi nó thử nghiệm đấy. Nó ôm lợn xong nó kích lợn lên giá lên năm mấy rồi đấy, nhưng mà xong đến lúc nó dừng lại, nó mở cửa ra cái thì nó lại rẻ xuống. Nên là đợt này nó quyết định là nó phải ôm lợn, tích lợn đầu cơ, và Tết này chắc chắn là lợn sẽ lên, không có chuyện rẻ được. Nói chung là đợt này thì bà con chăn nuôi thì cũng thiệt hại về con giống nhiều đấy. Mà vào đâu là hết đấy? Vào đâu hết đấy chứ không phải... Em có mấy anh bạn, anh ấy bảo là đợt này anh bị dịch xong rồi thì anh tẩy chuồng xong anh mua lợn hậu bị về anh nuôi, bởi vì lợn đang rẻ không? Rồi. Tranh thủ cái lúc lợn rẻ, anh bảo là bây giờ mua lợn hậu bị tính ra giá lợn hơi là 43-45. Và cộng thêm công kỹ thuật là nó cũng chỉ rơi 6-7 triệu một con lợn thôi. Rồi. Thì mình xác định là lúc này lợn rẻ, mình mua con lợn nái về để đấy, hậu bị về để đấy. Thế nhưng mà bây giờ về công ty đặt vấn đề, công ty nó bảo bây giờ bên em không bán nữa đâu. Không bán nữa anh ạ. À, giờ lại không bán hậu bị nữa. Không bán nữa. Bây giờ em đi liên hệ, tại vì đợt vừa rồi rất nhiều người hỏi em mua lợn hậu bị là cách chọn lợn hậu bị như nào, mình mua ở đâu cho uy tín. Thì em cũng liên hệ với các công ty để về dưới đấy, thứ nhất là làm video để giới thiệu với bà con là chỗ này bán lợn hậu bị như thế. Nhưng các công ty bảo hiện tại bên em đang đóng cửa và ngừng xuất lợn hậu bị. Ôm lợn rồi đấy, có biểu hiện rồi đấy anh ạ, không phải đơn giản đâu. Vì mình đây là dân mình không nắm được thôi, như các cái đường dây đó nó thông tin nhanh lắm chứ. Ngoài thị trường nó như thế nào nó thông tin rất nhanh. Thế thì bám theo các thầy được thì được, chả được thì bể thì coi nhiều. Đấy, vừa rồi lợn xuống hơn 30 cũng bể mất món. Nói chung là kiểu gì cũng phải có tí vào tí ra, nó bể không vào mãi được. Bể nặng vì giá cả nó phập phù quá. Ông anh em vượt qua được một đợt đại dịch tả châu Phi thì thắng được một năm, thắng được liền tù tì một năm, kiếm được một con xe, thì đến năm vừa rồi lại ra. Năm vừa rồi lại ra, nhưng mà cuối cùng đến đợt này bị tả châu Phi, ông ấy lại giữ lại được lợn.
Hiện tại bây giờ lợn vẫn đang cứ đẻ ào ào cả mà không có chỗ nhốt. Mà bán đi thì cũng không ai mua vì đang dịch không ai mua. Đây tình trạng cũng là bán không ai thèm mua đấy. Hôm nọ về bảo thế nào mà anh cứ để chúng nó tầm ngồng ngoài vườn bới đất đây này, anh bảo là cho chúng nó ra làm cỏ cho nó đỡ nhà bán. Đây cũng tình trạng là bây giờ bán có người mua. Nó bán nó rẻ chứ. Vẫn có người mua thì cũng có người mua thì nó rẻ. Mà bây mình làm ra lợn 700-800 nghìn. Thế mà bây giờ bán lợn như thế thì mình bán làm đếch đi. Cái mẹ nó không cập lại cái tiền mình chi ra. Nuôi được một con nái mấy tháng rồi, đẻ được một đàn con xong lại nuôi con, nuôi cả mẹ cả con một tháng nữa. Xong bây giờ mới bán được tầm khoảng triệu hơn triệu, thậm chí 900-800. 5 tháng rồi. Đấy, 5 tháng mà bán được con lợn con được có bao nhiêu tiền? 900-800, mấy nhà nào đẹp mới được 1 triệu. Thế cho ăn hết mẹ đằng rồi. Một đàn được 10 triệu, 10 triệu thì không đủ tiền cám với mẹ. Cho ăn hết mẹ đằng rồi, ăn uống linh tinh tinh hết, không được bao nhiêu mà. Nếu cứ trôi chảy cái lợn giống khả năng không đến nỗi thổ khổ này đâu. Đúng rồi. Thì mình bán mất đằng rồi. Nhưng vấn đề là lợn thịt nó đắt thì lợn giống nó mới chạy, không thì nó chả chạy lối. Chăn nuôi này là khổ nhất người chăn nuôi này. Năm nay còn mất mát hơn năm 2017. Thì năm nay mất mát là một là dịch bệnh, hai nữa là cám nó lên. Năm 2017 thì cám nó rẻ, tuy là chỉ mất giá thôi, lợn nó không bệnh tật. Nhưng năm nay là dịch bệnh rồi lại còn giá cám lên, năm nay là mất lớn hơn năm 2017. Chết nhiều lắm, đây dân trên dã dưới chết nhiều lắm. Chỗ em sạch bách rồi. Đấy. Em có mấy anh khách lợn nhà đang yên ổn thế này này. Thế tự dưng dưới Nam Định nó trào lên lợn 900 một con. Thôi tham bắt về. Bắt về xong sạch bách. Bắt về xong là bệnh nổ ra. Thế là dọn sạch chuồng luôn. Không còn một con nào. Ngoài dân nó có làm vaccine đâu. Nó đẻ ra phát nó nuôi khoảng độ 20 ngày. Lợn nó không có chạm một tí thuốc nào cả. Thế là nó to ngọc ngọc là ông vào ông xúc thôi. Đến vừa rồi cuốn một phát cả lợn nái lợn thịt đi không còn một lông. Mình bảo ông trước sau chết. Đúng rồi. Mình bảo trước sau chết. Không trước thì sao, cũng sớm thì bọn trước sau chết. Thì ông thì bảo ông lên lấy tinh lợn không, mình bảo ông kham này không trước sau chết. Không bệnh nọ thì bệnh kia. Thế vừa đây cuốn phát khoảng độ 2 tháng này là cuốn một phát đi sạch bách. Bây giờ lại vào ký chuồng. Mình bảo ông liều đấy. Ông bảo giàu hồn, bảo ông giàu hồn đấy. Bây giờ lại quá liều đấy. Bây giờ thì vào kín chuồng như tóm lại là vào chắc khoảng độ mất khoảng độ hơn 100-200 triệu tiền giống thôi. Đúng rồi, bây giờ con giống nó đang rẻ. Nó đang rẻ thì đúng là bán ngang lợn thật. Chấp nhận là liều thì ăn nhiều đấy. Liều đấy. Vụ này liều là ăn nhiều. Ông liều, ông cẩn thận, không ông lợi trắng bảng. Ông của kệ mẹ. Không, nhưng mà cái kiểu này này thì nó lại lúc này ấy, bị dịch như này, lúc này hiện tại bây giờ như cái lúc này ấy, là nó lắng xuống rồi. Thì là ai bây giờ vào lợn là nếu mà vào chỉ trong vòng 20 ngày ấy, nếu mà bị sao là bị luôn, hất là hất luôn, thì chỉ mất tiền giống thôi. Thế còn nếu mà đã không bị ấy, thì là sẽ an toàn. Bởi vì lúc này là trong dân gần như hết dịch rồi anh ạ. Không biết là kiểu gì ông lèo, hại quá, ông phải liều thật đấy. Lúc cái dịch bệnh sợ nhất cái đội đi lấy tinh. Nên là nếu mà mình làm nái mà không chủ động được cái con đực là khổ. Bởi vì cái lúc dịch bệnh mà đi lấy tinh từ chỗ khác về, kể cả tinh họ làm xong họ đến họ chỉ đưa cho mình tự làm thôi vẫn bị. Thế, bởi vì nó từ con lợn rồi bị rồi gì? Đấy, con lợn nó ủ bệnh rồi. Con lợn nó ủ bệnh mà mình không hề biết này. Thế con lợn nó nhiễm rồi thì tất cả trong cơ thể của nó thì đều nhiễm tất gì? Vâng. Ghê lắm. Chăn nuôi bây giờ thì nó năm ăn năm thua, rất mạo hiểm. Được thì có thể được mà mất là mất lớn đấy. Bây giờ chăn nuôi nó không như ngày xưa chăn nuôi thì nó đơn giản thôi. Con giống nó rẻ, cám nó rẻ mà nuôi nhùng nhằng như bây giờ. Ôi rồi nuôi chúng nó bây giờ còn trăm hơn trăm con ấy, nâng như nâng trứng ấy, nào cũng đóng sạp, nào thì cũng bóng úm, nào thì cũng quây kín gió, lúc nắng thì cũng phải tốc bạt ra. Ôi rồi trăm như trăm trứng ấy. Lợn ngày xưa anh bảo ngủ dậy sáng ra một đàn con tộc ngọc nhắm chân tự đất, có nghĩa là nhắm chân nhắm rốn thì tự lại đứt. Chẳng bao giờ phải lo cắt rốn mà cũng chẳng bao giờ phải lo bấm nanh, lớn thì tự lớn. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ đỡ đẻ từng con một, lau chùi rồi mài lanh, bấm nanh chả được lại quay ra mài nanh rồi lại cắt rốn, xong bắt đầu sát trùng, xong bắt đầu bấm đuôi rồi các kiểu. Làm được con lợn giống khổ lắm. Đấy. Không sướng đâu. Từ lúc nuôi đó đến lúc khoảng độ hai mấy ngày, 25-27 ngày khổ lắm. Không chăm cẩn thận thì lại quay ra đi ở mà không làm vaccine thì sau này nó lại bị bệnh, mà làm vaccine thì cứ lay tiêm mai chọc. Cẩn thận đến rơi cũng biết bị. Trong chăn nuôi ông cẩn thận đến rơi.